Chào bạn, ngày hôm qua thì mình đã cài lại Windows cho con laptop của em người yêu của ông anh trên văn phòng. Thì mình đã ngẫm ra một điều là nếu như chúng ta dùng bản Crack thì chưa chắc là chúng ta đã tiết kiệm được tiền như là chúng ta đã dùng bản Windows bản quyền đâu. Tưởng là không phải nhưng mà thật ra là phải không tưởng luôn. Có người nói với mình như thế trước đây nhưng mình cũng đang không tin. Và bây giờ khi mà đã ngẫm nghĩ lại thì mình tin điều đấy hoàn toàn đúng. Và bây giờ thì mình sẽ giải thích cho các bạn biết tại sao lại như vậy nhé. Hãy vào trong video này thôi. Hiện nay khi mà chúng ta mua cái laptop mới thì nhiều máy đã được tích hợp sẵn cái bộ Win bản quyền trong đó rồi. Tuy nhiên thì giá thành của nó sẽ cao hơn khoảng từ 500-600 nghìn so với lại những cái máy mà chưa có Win bản quyền. Và nếu như các bạn mà muốn mua cái Win bản quyền lẻ để chúng ta cài vào những chiếc máy tính của chúng ta thì nó sẽ có giá khoảng là hơn 2 triệu đồng tại Alphard hiện nay với cái bộ Home của chúng ta. Và đấy là có một số tiền cũng khá là đáng kể để chúng ta có thể đầu tư vào những cái việc khác. Mà hơn nữa thì ở Việt Nam trước giờ chúng ta quen dùng Win miễn phí rồi. Đó là những cái Windows Crack của chúng ta không mất tiền mà chúng ta vẫn có thể dùng Windows bình thường. Tuy nhiên cái quan niệm này cũng dần các bạn phải nên thay đổi. Bởi vì hiện nay thì mình vừa ngẫm lại xong, chỉ cần tính đơn giản là một năm chúng ta sẽ đi cài Win ít nhất là khoảng 2 lần. Mỗi lần sẽ khoảng là từ 50 đến 100 nghìn là chúng ta đã tốn mất khoảng 200 nghìn cho mỗi lần cài Win rồi. Và bạn thì tưởng tượng xem, bạn dùng máy tính từ năm bạn vào đại học và khoảng từ 10 đến 15 năm sau nữa chúng ta vẫn phải dùng máy tính nếu như bạn là dân văn phòng. Thì bạn hãy tính thử xem cái số tiền đấy nhân lên nó có quá giá trị của cái Windows bản quyền hay không. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi mà chúng ta đi cài Win dạo, chúng ta sẽ mất thời gian và sẽ không có máy để làm việc. Và đôi khi thì thời gian còn quý hơn cả tiền bạc cơ. Đó là mình mới chỉ kể ra về thời gian và tiền bạc. Đôi khi chúng ta phải đi nhờ vả người khác rất là mất công. Như bạn nói rằng là tôi biết Crack, tôi có thể tự cài Win. Hay là các bạn có thể nói là tôi có người quen, có anh trai nuôi, có người yêu để có thể cài Win cho mình. Thì các bạn sẽ mất công phải nhờ vả người khác và đôi khi thì không phải lúc nào họ cũng sẵn sàng, đúng không ạ? Giống như em gái hôm qua nhờ người yêu không được là phải lên nhờ mình đấy. Đó là những phiền toái khi bạn phải nhờ người khác cài Win dạo và dùng phần mềm Crack. Nói thêm về phần mềm Crack thì khi mà bạn dùng những cái phần mềm miễn phí để các bạn bẻ khóa cái Windows này thì các bạn cũng tự chuốc lại những cái hậu quả cho riêng mình. Khi mà các bạn cài những phần mềm bẻ khóa thì có thể người ta sẽ cho vào máy tính của các bạn những cái mã độc hay là những virus. Những cái thứ này cực kỳ nguy hiểm cho máy tính của bạn. Nó có thể khiến máy tính của bạn bị mất dữ liệu hay các bạn có thể bị tước quyền truy cập vào các tài khoản của mình. Các bạn có thể nói là các bạn chỉ dùng máy tính chỉ để giải trí hay là nó không quan trọng lắm. Tuy nhiên các bạn hãy thử tưởng tượng xem, nếu nhỏ nhặt các bạn có thể mất một vài tài liệu, mất một vài bức ảnh thì các bạn cũng thấy tiếc. Nhưng to hơn các bạn có thể mất những cái tài liệu cực kỳ quan trọng. Hay một điều nữa là chúng ta có thể bị tước quyền truy cập vào email, vào Facebook, vào Zalo hoặc vào tài khoản ngân hàng. Đó thực sự là mất tiền. Và một điều nữa là các bạn có thể nói rằng các bạn có thể tự tin rằng mình có thể khống chế được những điều này. Tuy nhiên khi mà các bạn cài phần mềm Crack thì rất có thể các bạn đã cài những ứng dụng chạy ngầm khiến cho hiệu suất của máy tính của các bạn có thể bị giảm theo. Và như thế thì hiệu quả làm việc của các bạn không cao, dẫn đến một điều đó là các bạn mất thời gian và mất tiền. Nói chung lại, khi mà các bạn dùng phần mềm miễn phí thì gián tiếp các bạn đã trả cho những hacker tạo ra cái phần mềm đấy một số tiền bằng những thông tin của mình. Nổi tiếng như vụ Facebook vừa rồi đấy, ai cũng biết được không ạ? Và khi mà chúng ta đã mất tiền để mua Win bản quyền rồi, chúng ta sẽ được rất nhiều cái lợi. Cái lợi đầu tiên về tính pháp lý đó chính là chúng ta sẽ có tính chính đáng về pháp lý. Hiện tại thì tất cả các cơ quan lớn ở Việt Nam đều sử dụng cái Windows bản quyền. Và các bạn cũng nên thế, bởi vì chúng ta hãy cố học tập làm quen. Bởi vì sau này dần dần thì sẽ không có chuyện là chúng ta sẽ lách luật một cách dễ dàng nữa đâu. Việc thứ hai cũng là việc mà mang lại lợi ích lớn nhất cho bạn, đó là các bạn sẽ được bảo mật một cách an toàn. Và thêm một điều nữa đó là khi mà các bạn mua Windows bản quyền là Win 10 thì chúng ta sẽ không phải mất tiền mua các bản Win tiếp theo, bởi vì Win 10 đã là bản Windows cuối cùng rồi và chúng ta sẽ không mất tiền mua các bản Win tiếp theo bởi vì nó sẽ liên tục cập nhật và update cho chúng ta. Và nếu như các bạn có vấn đề gì với Win 10 thì chúng ta có thể được hỗ trợ bởi chính Microsoft. Và với việc chúng ta bỏ tiền ra thì đương nhiên chúng ta sẽ không phải mất thời gian mà mất thêm tiền bạc để đi Crack, đi cài lại Win. Từ đó chúng ta có thể dành thời gian ra, chúng ta có thể nghỉ ngơi giải trí hay là làm công việc mà mình yêu thích. Đó là những lợi ích của Win bản quyền và tôi gọi đấy là đầu tư thông minh.
đó là vài điểm mà mình vừa ngẫm ra khi mà mình mất công cài lại Win cho em người yêu của ông anh bạn trên văn phòng. Và bây giờ thì mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Các bạn thấy video này thế nào? Hãy comment để cho chúng mình biết nhé. Đừng quên là hiện tại thì ở Alphard đang diễn ra chương trình kỷ niệm sinh nhật 14 năm của chúng tôi. Vì vậy sẽ có rất là nhiều phần quà và chương trình đặc biệt dành cho các bạn, để các bạn có thể có những ưu đãi khi mà mua hàng, cũng như là những phần quà mang về khi chúng ta mua hàng ở đây. Chương trình sẽ kéo dài từ hôm nay đến hết ngày 14 tháng 4 cơ. Vì vậy nên các bạn hãy đến Alphard để mua cho mình những sản phẩm tốt nhất, cũng như là những trải nghiệm tốt nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Goodbye.